trên địa bàn tỉnh Bình Phước, người dân vào dãy đi làm thì phát hiện mùi hôi thối. Sau khi kiểm tra, nhiều người tá hỏa phát hiện một người tử vong trong tình trạng lạ. Ngay sau đó, công an đã vào cuộc và bước đầu xác định được danh tính của nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, tối 17 tháng 10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng đang tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ một người đàn ông tử vong trong dãy cà phê, cơ thể đang bắt đầu phân hủy. Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, một số người dân đi làm ở khu vực thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tá hỏa phát hiện mùi hôi bốc lên từ dãy cà phê bên cạnh. Lại gần kiểm tra, nhiều người hoảng hốt khi thấy một người đàn ông nằm dãy giữa cà phê trong tình trạng bắt đầu phân hủy bốc mùi. Đáng chú ý, gần khu vực phát hiện người này là chiếc xe máy nằm ngã xuống đất, nghi là của nạn nhân. Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa, người mặc một chiếc áo thun, quần dài, trên vùng mặt xuất hiện nhiều vết máu. Nạn nhân được xác định là ông VVH, 62 tuổi, ngụ xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm để tìm nguyên nhân tử vong của người đàn ông này. Và tất cả những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo.